ở châu Phi, ngựa vằn là một loài thú ăn cỏ rất đặc biệt. Chúng sống theo bầy đàn dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh. Thủ lĩnh luôn là một con ngựa đực thiện chiến, hung hăng và cực kỳ khỏe mạnh. Khi chiếm được ngôi vương, bất kỳ thủ lĩnh nào cũng trở nên tàn bạo. No. Nó sẽ triệt hạ tất cả ngựa non, vì số ngựa non đó đều là con của cựu vương, chứ không phải là cốt nhục của nó. Hành động ra tay với đồng loại ở loài ngựa vằn chẳng khác gì với vua sư tử. Ngựa vằn là động vật ăn cỏ và thường sắm vai nạn nhân dưới tay những thú săn mồi khét tiếng như sư tử, báo hoa mai. Điều này khiến chúng ta lầm tưởng rằng ngựa vằn là động vật hiền lành và chỉ biết bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Trên thực tế, ngựa vằn đôi khi rất tàn nhẫn và luôn sẵn sàng để trở thành những động vật máu lạnh. Chú ngựa con này đã sinh ra không đúng lúc. Nó là minh chứng cho sự tàn bạo của một thủ lĩnh mới. Giữa hoang mạc Masai Mara, Kenya, Nam Phi, người cha oai hùng của nó đã bị đánh bại. Giờ nó đang bị giày xéo dưới sự tàn độc của kẻ thống trị mới. Hai chân trước của thủ lĩnh mới giẫm đạp lên nó thật tội nghiệp. Sau một hồi quần thảo, nó không còn chút hơi sức và nằm bất động. Các thành viên khác chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà cũng không dám can thiệp, trong đó có cả mẹ nó. Nhưng mẹ nó cũng chỉ biết đứng nhìn trong im lặng và đầy chua xót, bởi không có sức mạnh nào có thể cả gan đương đầu với thủ lĩnh. Cuối cùng, cái chết là điều không thể tránh khỏi với nó. Kẻ thống trị ăn mừng chiến thắng hèn mọn từ một đứa nhỏ, giờ nó có thể yên tâm ra lệnh trong cả đàn, vì không có kẻ nào chống đối xuất hiện.